Rồi, xin chào anh em nha. Thì cũng như đúng lời hứa thì ngày hôm qua mình có làm cái clip là tặng quà cho anh em. Thì cũng có rất nhiều anh em tham gia thì mình rất cảm ơn. Anh em chân thành gửi lời cảm ơn tới toàn thể anh em trong tổ đã tham gia rất là nhiệt tình. Thì hôm nay mình sẽ công bố cái kết quả và mình xin tạm dừng những cái comment cho tới 6 giờ sáng ngày hôm nay anh em, tức là ngày 16 Tết và nhằm ngày 17 tháng 2 năm 2021. Thì mình sẽ dừng comment nha. Và mình đáng lẽ là những cái bạn mà không có số điện thoại bên sau đó, là mình sẽ không chấp nhận. Nhưng mà mình hôm nay là mình đầu xuân năm mới mà anh em, mình chơi rất là nhiệt tình. Mình sẽ tặng quà cho anh em đàng hoàng, chứ không phải là làm dẫn chơi ha. Mình sẽ tặng đúng cái phần năm này cho anh em nào mà comment đúng hai cái số cuối của cái thẻ cào. Ngày qua mình có lên clip rồi đó anh em. Thì những cái bạn mà comment không có số điện thoại mình vẫn tặng quà nha. Và sau cái clip này thì anh em nào mình lúc một tí mình post lên tầm 8-9 giờ đấy, mình lên clip. Thì anh em nào mà thấy đúng, mình comment đúng mà không có số điện thoại ở sau thì vui lòng gọi thẳng cho mình nha. Số điện thoại đặt hàng bên mình thì vẫn là 0355 356 356. Anh em gọi trực tiếp số cho mình để mình trả quà nha. Và mình sẽ công bố kết quả các bạn tháng dài luôn ngay sau vài phút nữa. Thì đây anh em, cái cặp ngày qua đây là mình có ký tên của mình đâu vô ở đây rồi đúng không anh em, đúng chưa đó. Thì đây là cái cặp 100.000, cặp 100.000 và mình sẽ cao lấy hai cái mã cuối cùng của cái thẻ này để trao giải cho các bạn trúng thưởng. Và cũng xin chân thành chúc mừng các bạn đã trúng giải ngày hôm nay nha. Và mình sẽ còn rất nhiều clip tặng quà trong năm 2021 này. Thì những bạn đi xem ngang kênh nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh để đón xem những clip mới của kênh của mình và cũng như tham gia những giải thưởng từ kênh của mình nha. Anh em nào không mua máy vẫn được thưởng bình thường. Đó, đây video chi tiết cao nha. Hai số cuối này anh em tham gia theo dõi luôn nha. Không thì làm gì mà nó tầm 700 hết ha. Đúng. Rồi anh em thấy chưa? À dạ, mình chưa thấy luôn. À, chưa có ha. Đã biết. Rồi anh em, xin chúc mừng anh em. Cái bạn nào mà comment số 96 đuôi. Đây, rõ ràng nha anh em. Số 96 đuôi của cái cạc 100.000 này. Bạn nào mà comment đúng sớm nhất trong ngày hôm qua. Số ngày hôm qua. Và ngày hôm nay thì tầm 5 giờ sáng vẫn được nha, mình vẫn chấp nhận. Có nghĩa là trước 6 giờ. Anh em nào comment đúng thì ok nha. Đó. Số 96 đuôi. Xin chúc mừng bạn comment đúng xem số đuôi này cho cái cao ngày hôm nay. Và tiếp theo thì mình sẽ xin quay clip bắn máy cũ tiếp theo cho anh em ngày hôm nay. Mời anh em qua bên cái gian hàng máy cũ của mình nha. Và đây anh em. Đây là gian hàng bán máy cũ của mình. Mình xin giới thiệu ngày hôm nay. Và đây cũng như thế lệ thì nãy mình có thông báo rồi nha, mình thông báo lại một lần nữa. Thì đây cái thẻ cào cuối cùng là số đuôi 96 nha anh em. Đó, anh em 96 thì mình chỉ lấy số 96 thôi cho những anh em dễ trúng thưởng. Đó là cái thẻ cào này đúng chính xác luôn ha. Cái thẻ cào mình đã ký tên ngày hôm qua. Và sáng nay mình xin phép cào thì số đuôi 96 đã thuộc về các bạn nào mà comment đúng nha. Tí nữa mình sẽ ra comment và thông báo kết quả luôn. Đây xin phép giới thiệu tiếp anh em là hôm nay mình có tiếp một con iPhone 4S này anh em, bản 8GB, vỏ thì hơi trầy xước nhẹ. Đó. Kính thì nói chung là ok, lông mèo vài cọng, máy kèm dây sạc, chức năng ok, nguyên zin 8GB. Hôm nay mình sưu tầm được vài con thì hôm nay có làm clip giới thiệu cho anh em, thì alo cho mình nha. Đó. Bỏ sim vào xài nha anh em. Hôm nay mình chỉ bao nghe gọi cho anh em thôi, không có bao chức năng gì nữa nha. Nghe gọi và wifi ok. Máy đây thì chữa cháy là quá ok. Nó thực sự anh em ngang một con máy trắng đen. Giá thì vẫn 390.000, 390k kèm cái dây sạc cho anh em. Ok nha anh em. Rồi 390k. Anh em cặp trước cho mình 50k Viettel, gửi máy cho anh em ngay. Tiếp theo là một con Oppo Neo 7. Máy thì riêng nguyên, vỏ xước, sườn xước, sườn có đầy xước nha anh em, như clip mình quay nha. Đó, sườn không có được ken nữa nha. Đó, vỏ như này, màn hình 5 inch, RAM 1, bộ nhớ 16, pin 2004,
Nếu 7 thì anh em biết rồi, mình cũng bán rất nhiều, được cái màn ring, vỏ ring máy cũng còn rất là nét, xước sát nhẹ không đáng kể, kính đại dáng cực lực cho anh em. Giờ anh em bỏ sim vào là xài nha. Coi coi Oppo Neo 7 nha anh em, A33. Rồi ok nha, con này để cho anh em giá 850k. Anh em nhớ gọi thẳng số điện thoại đặt hàng mình 0355 356 356 trên cái bảng nhỏ của mình nha. Tiếp theo là một con Samsung A10e bản hàng. Con này ngoại hình đẹp 897. Vỏ đẹp. Màn hình 5.83, RAM 232, pin 3000. Kính ken không hề xước sát. Kính quá đẹp luôn. Mọi chức năng full, con này riêng nguyên. Samsung A310e bản hàng một sim. Đó. Có cấu hình cho anh em nha. Để anh em giá 1650 xả nhanh luôn, 1650 kèm sạc cũng như dán máy luôn. Tiếp theo là một con Ri 7 Pro đẹp căng luôn. Con này thay màn thay vỏ. Vỏ thay màn thay nguyên ring. À quên, sorry anh em nha. Vỏ thay màn thay men ring. Đó. Đẹp căng luôn như máy mới bóc hộp. Đó, Ri 7 Pro RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 5.5. Pin bằng con này là 3600. Đó, mọi chức năng phải xài full cho anh em nha. Không hề trục trặc gì hết ha. Chỉ thay vỏ mới và cái màn. Vỏ mới thì thay cho nó đẹp để anh em dễ sử dụng. Nhìn nó xấu quá cũng kỳ. Con này thì thực sự ra cho anh em này cũng 2-3 năm nay rồi. Không phải mới, nhưng mà em mình thấy là chức năng xài vẫn còn rất là mượt nha anh em. Ri 7 Pro, con này để anh em 1750 nha, mới ken. 175. Máy cực đẹp ha. Tiếp theo cho anh em là một con Oppo F5. Con này để mình coi kỹ coi. Máy vỏ còn đẹp anh em. Xước sát nhẹ nha. Xước sát nhẹ ha. Đẹp nha. Con này thì ngoại hình đẹp tầm 9 cũng tầm 96, 97%. Kính đẹp keng, đại dáng cực lực rồi. Kính này đẹp. F5 thì RAM 4 bộ nhớ 32. Màn hình 6 inch, pin 3200. Máy màn hình rất sắc nét nha. Pin con này 3200. Chức năng thì ok. Oppo F5 nha anh em, RAM 432 này. Đó. Màn hình cũng rất sắc nét đẹp. Con F5 này để anh em giá 1.700.000 nha. 1.700.000. Giá rất sát nha. Mình báo giá rất sát cho anh em. Nhưng mà thì alo cho mình. Số điện thoại hàng 0355 356 356. Nhớ bấm like video và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha anh em. Tiếp theo là một con A600 bản hàng, màu xám, máy có xước sát nhẹ, sườn cấn nhẹ nha. Đó. Có những cái góc cấn nhẹ, thì quay kỹ cho anh em nha. Còn ngoại hình là đẹp, lưng sao đẹp nha. Kính ken đại dáng cực lực cho anh em rồi. Màn hình 5.6, RAM 332, pin 3000. A600 bản hàng một sim. Đây, sáng đẹp cho anh em. Có chữ KT đây. Mấy hàng xài rất là mượt. Anh em nào chưa xài thì nên sở hữu một cây để xài thử cho biết về cái bản hàng như thế nào nha. Đó. A600 con này để anh em giá 1850. 185 kèm sạc cũng như dán kính rồi cho anh em. Một con Realme 5 màu tím. Màu tím mới đẹp tầm 9798. RAM 3 bộ nhớ 64, màn hình 6.5 inch và pin con này 5000 nha, cực trâu bò. Máy đẹp ha, màn hình 9798 luôn, kính không hề xuất sắc nha. Kính rất là đẹp. Đây, anh em coi đi, rất mướt nha. Máy rất mướt. Realme 5i, Realme 5. Chip Snapdragon là 665, RAM 3 64. Realme 5. Đó, cấu hình mượt, máy mạnh. Con này để anh em giá 2.300.000. 2.300.000 nha, kèm sạc dán kính luôn cho anh em. Tiếp theo là một con 6S Ring 16GB, bản phiên nguyên, anh em đừng so sánh những máy đã thay màn cũng như là sửa chữa nha. Máy này thì cực ring, anh em nào xài rồi thì biết. Thích máy ring thì alo cho mình. Con này đẹp keng tầm 98 tới 99%. 6S
máy riêng nguyên, wifi cũng như các kiểu ok hết, vân tay vân chân đầy đủ, quốc tế, máy đẹp tầm 9899. Con này 2,5 triệu nha anh em, xả nhanh cho anh em luôn, giá 2,5 triệu nha, 16GB. Và mình có một con bản 32GB cũng đẹp chức năng y chang, cũng máy quốc tế full, máy đẹp keng tầm 9899, 6S luôn, 32GB thì để anh em giá 2,7 triệu. Con này 2,7 triệu nha anh em, một con 25, một con 27, đó là máy riêng nguyên của 6S. Tiếp theo là một con Samsung A20 màu đỏ, đã có ốp lưng cho anh em, màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000, máy đại dáng cường lực và kèm lưng cho anh em, máy đẹp keng luôn. Đây, ngoại hình này quá ok, Samsung A20 RAM 332, màn hình pin 4000 nha anh em, màn hình 6.4. Chức năng thì mình đã báo kỹ trong clip, anh em nào con cứ alo nha. Đây, máy nào đẹp, lưng xeo do sẹp lưng nên có hơi nhâm nhâm, đường cái ngưng ring đó, ok nha, anh em nào cần thì hú nha, máy cực đẹp luôn ạ. A20 đó, để anh em giá 2,5 triệu, con này 2,5 triệu nha, tàu bay cho anh em luôn. Tiếp theo là một con Samsung A6+, anh em A6+ màu gold, máy đẹp, xương có những cái xước sát cắn nhẹ. Đây, như clip mình quay sẽ quay kỹ xương cho anh em xem. Đó, màn hình 6 inch nha, RAM 4, bộ nhớ 32, pin 3500 nha anh em, màn đẹp nha, A6+, màn cực đẹp luôn, cấu hình mạnh, con này xài là ok luôn, RAM 4, bộ nhớ 32GB, A6+ rồi anh em, ok. Con này để anh em giá 2,4 triệu, 2,4 triệu, xả nhanh cho anh em luôn, đó là 2,5 triệu, bán nhanh cho ngày Tết, 2,4 triệu, kèm sạc, dán kính luôn. Tiếp theo là một con Samsung A9, màn hình 6.3, RAM 6, bộ nhớ 128GB, pin 3000, máy ngoại hình đẹp tầm 9798, xước sát gần như là ít, không đáng kể nha. Kính đẹp keng, màn ring, vỏ ring, máy cực đẹp. Máy nói chung là ok luôn, 29-28. Chức năng full. Anh em coi kỹ clip, mình thấy kính nó quá đẹp luôn. Kính con A9 này thì đẹp quá. Để anh em giá 3,4 triệu nha, 3,4 triệu. Kèm sạc và mình sẽ dán kính lại cho anh em để nó mướt em xài ha. Tiếp theo là mình có một con Realme C11, có cái ốp lưng đẹp cho anh em luôn, máy thì bao đẹp cho anh em. Con này C11 dòng mới ra của Realme, màn hình 6.5 inch, RAM 2, bộ nhớ 32, pin 5000, máy thì xước sát nhẹ do xẹp lưng. Đó, camera thì giống như iPhone 11 nha, sườn của con chấp nhận được nha. Kính còn miễn giá guarantee, rồi bao anh em không một vết xước, còn miễn giá guarantee, nó xước ngoài, bên trong không hề xước sát hết nha, bao cho anh em luôn nha. Mấy con bảo hành công ty tầm 7-8 tháng, con Realme C11 này dòng này nó mới ra, pin 5000, anh em xài tốt luôn, nó hạn chế một xíu thôi là con này RAM 2GB, bộ nhớ 32 nên là giá nó cũng sẽ nhẹ nhàng cho anh em. C11 loại 8 nha anh em, RAM 232. Đó, cấu hình thì mình có báo kỹ trong clip rồi, anh em nào mà cần thì alo trực tiếp số điện thoại 0355 356 356 của mình, wifi cũng như các kiểu ok luôn. C11 con này ra đi cho anh em giá 1850 mà sẽ dán cường lực lại và kèm sạc cho anh em đầy đủ, dán lại cường lực cho nó đẹp keng, con này bao đẹp và bảo hành công ty còn rất là dài, anh em cứ tự tin xài ha. Tiếp theo là một con Vivo i30 có ốp lưng, máy đẹp tầm 9798, kính thì còn mình dán guarantee luôn, cũng sẽ lột ra và dán lại cường lực cho anh em. i30 Vivo, RAM 4, bộ nhớ 128, pin 5000, màn hình 6.47. Đó, máy thì ngoại hình mình thấy còn rất là đẹp, tầm 97-98% là ok nha anh em. Con này full chức năng. Đó, chức năng thì wifi cũng như là cấu hình máy đã ok hết, không hề trục trặc một con hết nha anh em. Đó, mình coi cái đây, RAM đây, RAM 4 của nhớ 128 đây. Và mình sẽ coi cái giới thiệu điện thoại cho anh em. Nó là 1938, tức là Vivo i30.
Rồi ok, giới thiệu nhanh gọn anh em luôn, con này giá 3,1 triệu, kèm sạc cho anh em luôn nha, dán kính lại cho anh em, 3,1 triệu. Rồi, cái clip sáng hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây. Thân ái chào cả nhà, chúc cả nhà là sức khỏe thành công. Hãy bấm đăng ký kênh và like video để ủng hộ mình. Chúc anh em may mắn. Chào cả nhà nha.